Quý vị và các bạn thân mến, đời sống Kitô hữu là đời sống hòa lại con đường Chúa Giêsu đã đi. Nhưng để hòa lại được con đường này, mỗi tín hữu phải hiểu về Chúa Giêsu. Một trong những con đường hiểu về Chúa Giêsu cách thấu đáo nhất là học Kinh Thánh. Thánh Geronimo đã nói: không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Giêsu Kitô. Trong hiến chế Lời của Thiên Chúa, Thánh Công Đồng Chung Vatican Đệ Nhị đã tha thiết và đặc biệt khuyến khích mọi Kitô hữu năng đọc Kinh Thánh để học biết khoa học siêu việt của Chúa Giêsu Kitô, tức là học biết ý định của Thiên Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Trong ý hướng đó, Ban Việt Ngữ Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu xin giới thiệu với quý vị và các bạn chuyên mục mới, đó là Hành Trình Với Lời Chúa. Hành Trình Với Lời Chúa dựa trên cuốn Đường Về Emmaus, Học Hỏi Kinh Thánh Trong 100 Tuần của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảo, Giám Mục Giáo Phận Mỹ Thuận. Với chuyên mục này, quý vị và các bạn sẽ tìm hiểu từ sách Sáng Thế đến sách Khải Huyền để có cái nhìn tổng quát và rõ ràng về toàn bộ lịch sử cứu độ cũng như ý nghĩa của lịch sử đó cho đời sống hội thánh và đời sống đức tin của mỗi tín hữu ngày nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi bước vào hành trình với lời Chúa, bắt đầu từ sách Sáng Thế, cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con thức tim lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lấy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Thưa các anh chị, lớp của mình bắt đầu bước vào sách Sáng Thế và mới đọc có chương thứ nhất và chương thứ hai thôi. Trước hết, ta nói về ngũ thư. Ngũ thư là gì? Ngũ thư là năm cuốn sách đầu của bộ Thánh Kinh. Như vậy, năm cuốn sách này là những sách nào? Sáng Thế, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số, Đệ Nhị Luật. Gọi là ngũ thư, năm cuốn sách đầu tiên trong bộ Thánh Kinh. Và ở trong tiếng Hebrew, tiếng Do Thái, người ta gọi là Torah. Và tiếng Việt Nam của mình thường dịch cái từ này thành là lề luật. Chúa Giêsu nói chẳng hạn, toàn thể lề luật và các tiên tri đều quy về hai điều răn đó. Toàn thể lề luật, tức là các sách ở trong bộ ngũ thư này, nó là căn bản, và đồng thời giáo huấn của các tiên tri đều quy về hai điều răn mến Chúa yêu người. Thế bây giờ ở trong bộ ngũ thư đó, trong năm cuốn sách đầu tiên của bộ Thánh Kinh, thì cuốn sách mở đầu là sách Sáng Thế. Ở trong bản văn tiếng Hebrew thì cuốn sách này tựa đề là Khởi Nguyên. Sách Sáng Thế mà chúng ta học có hai phần chính.
có 50 chương thì chia ra làm hai phần chính. Cái phần thứ nhất là từ chương 1 cho đến chương 11, người ta quen gọi là 11 chương đầu của sách Sáng Thế. 11 chương đầu này bàn đến những vấn đề nó vượt lên trên lịch sử và thời gian của chúng ta. Chính vì thế, nếu mà các anh chị cứ vin vào một cách nhìn theo kiểu lịch sử mà mình thường hiểu đó, là chúng ta sẽ gặp khó khăn ngay. Có lẽ lấy một ví dụ để các anh chị dễ hiểu. Nếu bây giờ tôi nói rằng ngày mùng 9 tháng 7 năm 2006 vừa qua, trận chung kết World Cup đã diễn ra ở bên Đức giữa đội Italia và đội Pháp, thì cái câu nói đó là một sự mô tả theo nghĩa lịch sử mà chúng ta thường hiểu. Có nghĩa là cái trận chung kết đấy nó diễn ra ở đâu, ngày nào, giờ nào, lịch sử, phải không? Thế bây giờ mình đọc 11 chương đầu sách Sáng Thế mà mình cũng hiểu như vậy, tức là lúc đấy có cái ông phóng viên nào ông ấy đứng đấy, thế là ông quan sát xem là Chúa dựng nên Adam với Eva như thế nào. Hiểu như thế có đúng không? Làm gì đã có ai đâu mà quan cái sát. Những vấn đề vượt lên trên lịch sử và thời gian, mà chúng ta cứ bám vào cái nghĩa lịch sử, nghĩa đen đó, như là mình thường hiểu, là mình sẽ gặp khó khăn thôi. Thế cho nên khi ta đọc về công trình tạo dựng của Thiên Chúa, nếu mà mình dừng lại ở mức độ đó, anh chị em sẽ có nhiều thắc mắc lắm. Tức là ngày xưa, cách chúng ta 30 thế kỷ rồi, người ta sử dụng cái vũ trụ quan thời bấy giờ rất đơn giản, nó dựa vào kinh nghiệm mà mỗi chúng ta đều có. Chẳng hạn như là khi ta đi ra chỗ biển khơi rộng lớn như Vũng Tàu hay là Nha Trang chẳng hạn, mình thấy cái mặt đất của mình nó hình phẳng như thế này, đúng không? Và bầu trời giống như cái vòm. Thì ngày xưa người ta cũng quan niệm như vậy, mặt đất là phẳng như thế này, bầu trời là cái vòm. Cho nên Chúa mới gắn hai cái đèn, một cái đèn to ở đây, ban ngày là Chúa bật lên, ban tối tắt cái đèn to đi, bật cái đèn nhỏ, ra ông mặt trăng. Rất đơn giản, thấy chưa? Cái vũ trụ quan của ngày xưa là như vậy. Cái vũ trụ quan mà dựa vào cái kinh nghiệm thường nghiệm, cái kinh nghiệm rất quen thuộc của chúng ta là như thế. Cho nên tôi lặp lại với các anh chị, 11 chương đầu của sách Sáng Thế nói về những vấn đề lớn, tạo dựng vũ trụ, tội lỗi đột nhập trần gian, hậu quả của tội lỗi, đau khổ tràn ngập thế giới, toàn những vấn đề lớn không? Nhưng ta phải hiểu theo cái nghĩa tôn giáo. Tác giả sử dụng những truyền thuyết bình dân để gửi gắm vào đó sứ điệp tôn giáo. Điều quan trọng là mình phải vượt qua những hình ảnh diễn tả để nắm cho được cái sứ điệp tôn giáo đó. Chứ còn nếu không á, mình cứ vin vào cái nghĩa lịch sử theo mình thường hiểu là sẽ gặp khó khăn. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai của sách Sáng Thế, từ chương 12 đến chương 50, là nói đến các tổ phụ của Israel. Tại làm sao chúng ta là người Việt Nam mà lại phải đi học lịch sử của Israel? Không phải là mình học lịch sử Israel, mà là mình học lịch sử cứu độ.
Và chính vì mình học lịch sử cứu độ cho nên mình cần tìm hiểu cái lịch sử của Israel là lịch sử mà ở trong đó Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ của người, không phải chỉ cho dân Do Thái mà thôi, mà là cho chúng ta và cho tất cả nhân loại. Thế thì trong những chương từ 12 cho đến 50, ta sẽ đọc từ từ về các tổ phụ của Israel, nào là Abraham, Isaac, Jacob, rồi Giuse, rồi từ đó mới dẫn đến sách Xuất Hành, là thời mà dân Do Thái làm nô lệ bên đất Ai Cập. Cho con đến với người bằng một tình yêu không xa xôi, xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý, xin cho con trái tim xin ngàn đời tình mến không nhạt phai.